Ngài và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đời Chúa Trời, cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đời Chúa Trời, cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đời Chúa Trời, cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đổ vào cái tái, xin cho được chịu mọi sự sinh nhục bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đời Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đời Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ
tử bốn thiện âm Đức Chúa Giêsu phát tây thánh giá, ta xin cho được phát thánh giá theo chân Chúa. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nơi Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ năm thì ngắm nơi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin đóng đánh tinh xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nơi Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng
mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đưa Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin cộng đoàn hợp ý cầu cho các bệnh nhân. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang liên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của, xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động,
Những người đang được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bần. Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu. Những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình công quần, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Amen. Mời ông đoàn đứng ở mùa sách trang 58. Mẹ từ bi, ngày nay con đến ghép thân dưới áo mẹ lành che khuất bao buồn đời khóc than. Đời con đang sống giữa ba đào trăm nguy biến, xin mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lần tốt, không sợ ba thù, con nép dưới áo mẹ tự nhân. Mẹ coi con khói trước ba thù đang khuây khuất, đưa mẹ thiên đàng cùng mẹ hương phúc thanh nhàn. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài. Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Ni-cô-đê-mô rằng: không ai lên trời được ngoài trừ người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy.
để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin vào Con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa được mặc khải rõ ràng nơi cây thánh giá. Vì chính nơi thánh giá, con người thấy rõ Thiên Chúa đã yêu thương họ dường nào. Người không tiếc hy sinh chính Con một của người cho thế gian. Người chỉ ước ao một điều là con người sẽ tin yêu người con ấy và biết mến thương nhau. Thập giá trong cuộc sống hôm nay vẫn tồn tại và còn rất nhiều ở khắp nơi. Dường như mức độ ác độc và tinh vi của thập giá ngày nay còn gấp bội ngày xưa. Con người tàn sát nhau vì chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, những cuộc khủng bố kinh hoàng, chất độc giết người hàng loạt, những hình thức đàn áp tự do tư tưởng, ngôn luận tôn giáo, những luật lệ chính thức cho phép phá thai, cái chết êm dịu. Chúa Kitô vẫn phải vác thánh giá, vẫn đang bị đóng đinh từng giây phút nơi những con người đau khổ ấy để chuộc thay tội ác của con người. Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con đều có thập giá của riêng mình. Khi xưa Chúa đã chấp nhận vác thập giá vì tình yêu nhân loại, thì xin Chúa cho chúng con cũng biết chấp nhận vác thánh giá vì lòng mến Chúa. Xin giúp chúng con biết sống chia sẻ, cảm thông và tha thứ để giảm bớt gánh nặng thập giá trên vai tha nhân. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng nơi Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tăng xác xuống ngộ tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con đất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sơ xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn. Chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không,
nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đấng Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 76. Ngày thứ bảy, cầu cho trẻ thơ và người bé nhỏ. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, Chúa đã phán, các con hãy học nơi ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ, cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải hướng mộ, vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hương hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như con trẻ, và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ, để nay xin Cha chúc lành cho toàn thể thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm mình thánh đất sang trọng, mau thánh đất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra.
đã để mình trong phép màu nhiệm này cho được ở cùng chúng con. Là đêm sau hết khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tôi, là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này. Đoạn mới phó mình cho 12 môn để lấy làm của ăn. Ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cũng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thanh rất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kinh mến ngợi khen và hát mừng sự màu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép bình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ầm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Một con đoàn đứng ở mười sách trong 46, bài 21. Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm trông gai. Vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều, xin theo Ngài dù đời lắm gian nan, xin tin Ngài để vơi gánh lo âu, xin chọn Ngài để đỡ nâng đời con. Vì con chưa yêu Ngài nên tình con nhiều dở dang.
con chưa mến Ngài, tâm hồn như còn sống lang thang. Vì con chưa tin Ngài nên lòng nhiều nỗi mân màng. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời gặp lắm trai ngang. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều, xin theo Ngài dù đời lắm gian nan. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu, xin chọn Ngài để đỡ nâng đời con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.